Kính thưa quý vị và các đồng chí, xa lầy tại chiến trường Việt Nam, đầu năm 1964, đế quốc Mỹ dựng lên một kịch bản chi tiết cho một cuộc tấn công lớn vào miền Bắc Việt Nam. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã thông qua một kế hoạch dùng không quân và hải quân đánh phá 94 mục tiêu trên miền Bắc Việt Nam. Để thực hiện ý đồ ấy, cuối tháng 7, tàu khu trục Ma Đốc của Hải quân Mỹ được lệnh đi sâu vào vùng biển miền Bắc Việt Nam nhằm khiêu khích các lực lượng vũ trang của ta. Đêm 31 tháng 7, rạng sáng 1 tháng 8, tàu khu trục Ma Đốc tiến gần vào bờ biển miền Bắc. 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, tàu khu trục Ma Đốc vào cách Hòn Mê Thanh Hóa 9 hải lý. Sở Chỉ huy Hải quân Nhân dân Việt Nam lệnh cho biên đội tàu tuần tiễu xuất kích. 20 phút sau, phân đội 3 là phân đội tàu phóng lôi của đoàn 135 Hải quân được lệnh xuất kích theo hướng 2 tàu tuần tiễu. 3 tàu 333, 336, 339 do đồng chí Trung úy Nguyễn Xuân Bột làm phân đội trưởng kiêm thuyền trưởng tàu 333 chỉ huy. Sau đó đã anh dũng chiến đấu, mưu trí đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc. Tàu Ma Đốc đã phải kêu gọi sự cứu viện từ tàu sân bay Tico de Roga. Tàu này có nhiệm vụ dùng máy bay oanh tạc các tàu phóng lôi của Hải quân Nhân dân Việt Nam để cả hai cùng rút khỏi vịnh Bắc Bộ. Sau trận đụng độ đầu tiên ngày 2 tháng 8, Tổng thống Mỹ Johnson ra lệnh tàu khu trục thứ hai, tàu Turner Joy đến hỗ trợ tàu khu trục Ma Đốc và cả hai quay trở lại vịnh Bắc Bộ. Đêm 4 tháng 8, cả hai tàu này cho rằng đã bị tấn công nên đã gửi điện báo cáo có đụng độ với đối phương. Và cứ thế, hai tàu này tiến hành một trận đánh ma kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, căn cứ theo lời khai rằng tàu chiến Mỹ đã bị tấn công khi vô tội đi qua vịnh Bắc Bộ, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh trả đũa. Sáng 5 tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành chiến dịch Mũi Tên Xuyên, chiến dịch dùng không quân phá hoại miền Bắc Việt Nam với quy mô lớn. 64 máy bay ném bom của Mỹ tập trung đánh phá các căn cứ hải quân của ta trên suốt dải ven biển từ cảng Sông Danh Quảng Bình đến bãi cháy Quảng Ninh. Thì lúc đó là pháo bị bắn rất ghê gớm. Bắn đến nỗi mà tàu tôi như này này, nó bê từ bên đây sang bên đây. Mà bê từ đây sang bên đây. Thế nhưng mà tôi là người chỉ huy, tôi nhìn trên con tàu thì tôi thấy rằng anh em chúng tôi rất vững vàng. Không một đồng chí nào là nao núng. Vẫn bám sát, đứng sát vị trí chiến đấu. Ai tung máy bay ra tập kích ra, Lào đánh chúng tôi. Thì hai lần đầu thì tôi còn tránh được. Thế sau cái lần thứ ba thì tôi bị thương, tức là bắn thẳng đuôi tàu này. Tôi bên này thì tôi thấy tê cái tay, nhưng một lúc thấy lạnh lạnh, tôi bây giờ thấy cụt tay rồi. Nhờ chuẩn bị từ trước với tinh thần cảnh giác cao, các lực lượng vũ trang và nhân dân ta không bị bất ngờ. Trận chiến đấu của bộ đội hải quân phối hợp với bộ đội phòng không không quân, lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh từ 12 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 5 tháng 8 năm 1964 đã kết thúc thắng lợi. Ta bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc, bắt sống một phi công. Chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 khẳng định cái quyết tâm, dám đánh, biết đánh và quyết thắng của quân và dân ta, mà trực tiếp là Hải quân Nhân dân Việt Nam, phòng không quân, quân và dân miền Bắc khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, con người Việt Nam, khẳng định cái đường lối chiến tranh nhân dân, tự lực, tự cường, dựa vào sức mình là chính, và nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam. Chiến thắng đã cổ vũ, động viên quân và dân cả nước để quyết tâm đánh bại cái chiến lược leo thang của đế quốc Mỹ, bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc, sát cánh cùng với lại quân và dân Việt Nam, tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng đế quốc Mỹ và ngụy quân, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.